Từ 94 mà xuống bây giờ còn 86 thôi. Bác giỏi thế này. Mà bác đầu tiên là bác đánh 6 vùng. Đánh 6 vùng xong đánh 6 vùng bạch huyết đấy. Xong đấy là bác lấy cái này, bác bôi dầu vào đây, bác đánh bụng trên. Đánh như này mỗi lần là 300 cái. 1 2 3 4 5 6 7 8. 300 cái ăn hồi chứ không phải tính đếm. Sau đấy cái đường bụng dưới nhá, còn trước bụng bác to cực. Bác đánh như này 300 cái. 300 cái. Thời trước là bác cái chỗ này này nó to mà nó chia đôi thành hai cái, bác không nhìn được xuống đây. Nhưng mà từ ngày hôm bác xem video về diện chẩn đấy, bác thường là bác làm như thế bao lâu thì nó giảm? Cứ một ngày là giảm gần 1 cm. Ui, hay quá.